Ở ngôi đền nào đó, Akaji đang cầu nguyện cho đối tượng thực hành vợ chồng thì bất chợt Shioji xuất hiện. Cô nàng chắc cũng tới đây để cầu duyên đây mà. Nói ngắn gọn thì thực hành vợ chồng là một môn học. Ở đó, một cặp nam nữ được chọn ra và phải sống với nhau như vợ chồng. Jizo thì chả mấy quan tâm tới môn học đó cho lắm. Thứ cậu quan tâm lúc này chỉ có mấy cô nàng 2D mà thôi. Đã vậy còn là phiên bản pixel nữa chứ, trong khi phiên bản 3D đã có từ lâu lắm rồi. Hai thằng đang nói chuyện, thì bị Akaji cắt ngang, vẫn cái vẻ kiêu ngạo đó. Thế nhưng thái độ của cô ấy lập tức thay đổi khi nam thần Minami xuất hiện. Đẹp trai như vậy, bảo sao mấy chị em chả mê. Trước khi bắt đầu tiết học, Seoji có hỏi Jiro, người mà cậu muốn ở cùng là ai? Tất nhiên người đó là Seoji rồi, mặc dù không thể nói thành lời câu nói đó. Cô giáo bắt đầu phổ biến quy định của môn học, một cặp nam nữ sẽ chung sống trong một tòa nhà. Ở phòng khách sẽ có cảm biến, theo dõi điểm thân mật của cặp đôi. Còn phòng ngủ, thì chắc chắn là tách biệt rồi, chứ để học sinh ăn cơm trước cảnh thì hỏng. Jizo vẫn đang cầu mong bản thân được cùng cặp với Seoji. Nhưng mà xui rủi thế nào, người chung phòng với Jizo lại là Akaji. Lúc Jizo bảo bản thân có người trong mộng rồi là Akaji biết ngay đó là ai. Tất nhiên là Seoji rồi, đã vậy Akaji còn miêu tả cảnh Seoji đang bị thằng khác thịt nữa chứ, nghe có cay hơn lẩu thái không. Hai bên cứ vậy mà cãi nhau, điểm cũng từ đó mà tụt về âm ba, thế này thì làm sao có thể lên được hạng A để đổi cặp cơ chứ. Đọc lại sách hướng dẫn thì đúng là có mục đó thật. Tuy nhiên, Jizo vẫn chưa chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện này. Nghĩ tới thôi mà mặt đã đỏ như trái ớt luôn rồi. Không để Jizo kịp phản ứng, Akaji liền tung ngay ra chiêu người vợ đảm đang một nước, khiến cho một đứa trai tân như Jizo làm sao mà chịu nổi cơ chứ. Vậy là Jizo quyết định ra ngoài mua nước cho đầu hạ hỏa. Ai ngờ đang mua nước thì bắt gặp Minami và Shioji, bọn họ hiện đang là cặp thực hành. Mang theo tâm trạng u buồn đó về tới nhà, thì bị Akaji chơi chọc làm cậu muốn độ thổ. Như nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần bọn họ lên được hạng A là sẽ có kết thúc viên mãn, xem như đây là luyện tập cho tương lai đi. Nói tới đây thì bên ngoài có tiếng bấm chuông, thì ra là thằng bạn tới rủ đi chơi. Chuẩn bị đi thì Akaji đòi thủ tục ra khỏi nhà. Nhưng ý của Akaji là hôn má thôi, ai ngờ thanh niên Jizo lại chơi ngay hôn môi cơ chứ, khiến cho Akaji cũng phải bất ngờ. Trong cơn phê pha, Jizo đang tưởng tượng bản thân được sống chung với CJ chuẩn bị tới đoạn hôn nhau thì bị Akaji đánh thức, cứ phải gọi là cay hơn lẩu thái, nhưng không làm gì được. Thời gian cứ vậy trôi đi, Jizo đang giúp thằng bạn trực nhật, thì cô giáo bảo cuối giờ ở lại gặp cô. Vừa định rời đi, thì lại bắt gặp Shioji đang ôm Minami, tâm trạng cậu không khác gì thất tình luôn. Rồi Jizo lại bắt đầu tưởng tượng cảnh Minami và Shioji thân mật với nhau. Lúc chuẩn bị ra về thì bất chợt trời đổ cơn mưa, may mà thằng bạn có mang ô theo. Nhưng Jizo lại chẳng muốn hai thằng được dựa đi chung như vậy. Đúng lúc đó thì Akaji cũng chuẩn bị về, như là đi karaoke với Minami, để lại Jizo một mình lên phòng giáo viên gặp cô giáo. Và không ngoài dự đoán, Jizo lên đó chỉ thêm sầu não mà thôi. Bởi với điểm số hiện tại của hai đứa, đừng nói tới đổi cặp, ngay cả tốt nghiệp còn chưa chắc đủ điểm. Mặc cho Jizo bị la mắng, Akaji bên này vẫn đang vui đùa cùng Minami. Đang chán nản thì Shioji xuất hiện, Jizo khá ngạc nhiên là giờ này cô ấy vẫn còn ở đây. Và cũng như Jizo, cô ấy cũng quên ô ở nhà, bất chợt Seoji ôm lấy Jiro, thì ra là do cô ấy sợ côn trùng và chuyện ban sáng cũng vậy. Nút thắt trong lòng cũng đã được gỡ bỏ, cả hai đang tình tứ thì Minami mang ô tới để đón Seoji. Hai người đó rời đi không lâu thì Akaji cũng xuất hiện. Trên đường về, Akaji liên tục than vãn vì có ít thời gian bên Minami. Còn Jiro thì chỉ biết xin lỗi và xin lỗi mà thôi. Về tới nhà là Akaji làm ngay món cơm trên cuộn trứng huyền thoại, đã vậy còn thêm chữ thích, như này thì ai mà chịu cho nổi. Để đáp lễ, Jizo liền chủ động đút cho Akazian. Trong cái tình huống bốn mắt nhìn nhau này, cứ tưởng sắp có cảnh hôn nhau, thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, phá hỏng luôn bầu không khí. Trong cơn mưa bão, Jizo đang nằm ngủ, thì nghe thấy Seoji gõ cửa. Người cô ấy ướt sũng, rồi đột nhiên lao tới ôm cậu, chuẩn bị sưởi ấm cho nhau bằng nụ hôn, thì bất chợt Jizo nghe thấy tiếng gọi của Akazi, hóa ra đó chỉ là mơ mà thôi. Mở cửa ra thì đột nhiên Akazi lao tới ôm cậu, rồi bảo tối nay hãy ở bên cô ấy. Thì ra là do Akaji xem phim kinh dị một mình sợ quá, nên mới gọi Jiro ra xem cùng. Hỏi ra mới biết đây là đề xuất của cô bạn, xem phim kinh dị cùng nhau, sẽ được cộng điểm. Nghe tới đây thôi, là Jiro liền tắt luôn TV. Thế thì chỉ còn cách là cả hai cùng mặc áo đôi thôi, Akaji mua nó lúc giảm giá, một phần cũng là vì, nghe nói mặc nó thôi cũng được cộng điểm. Trong lúc Jiro vẫn chưa thể tin, Akaji sẽ bỏ tiền mua thứ này. Thì bất chợt cô ấy bảo cậu quay người lại, cô nàng định thay đồ ở đây luôn sao không một chút ngại ngùng cả hai đang thay đồ thì bỗng nhiên đèn vụt tắt xung quanh tối om như mực không hiểu vì lý do gì mà akaji bỗng dưng ôm chầm lấy jizo jizo mở đèn flash lên thì thấy akaji đang sợ tới phát khóc cũng bởi vì mất điện mà cả hai không thể mở cửa phòng được thế nên chỉ còn cách ngủ ở sofa thôi trong cái tình huống éo le này akaji đã bảo jizo kể một câu chuyện gì đó cho đỡ buồn nghe vậy cậu liền kể ngay một câu chuyện kinh dị khiến cho cô ấy sợ phát khiếp luôn nếu là minami thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Thế nhưng lúc này, chỉ cần Jizo bên cạnh mà thôi. Nghe thế thôi, đã khiến cho Jizo mặt đỏ như trái ớt rồi. Không biết Akaji lôi đâu ra nến thơm. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn flash, cùng với mùi hương của nến thơm, Jizo bất chợt kéo vai cô nàng Akaji rồi nói, cậu dễ thương lắm. Đến lúc nhận ra, thì thấy cô ấy đã ngủ. Và cậu cũng theo cơn buồn ngủ mà ngủ tiếp đi. Dưới ánh trăng mờ ảo, thực ra Akaji cũng đã nghe được câu nói đó. Ngày công bố điểm hiện tại, cặp đôi của jizo và Akaji bất ngờ lên được hạng b trong khi đó sioji và minami chỉ là hạng e mà thôi mặc dù rất muốn hỏi lý do nhưng jizo không thể nào mở lời được cho đến một ngày sioji vừa nghe tiếng đàn của mây vừa tâm sự với cô ấy thì jizo bên này đang bị cảm còn Akaji thì đi chơi với đám bạn jizo đang tưởng tượng về cảnh được sioji đút cháo cho ăn thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa ra mở cửa thì bất ngờ đó lại là sioji bên này Akaji không thể ngừng nghĩ tới Jizo ở nhà, rồi hình ảnh hai người hôn nhau hôm trước lại hiện lên. Quay lại phòng của Jizo, hỏi ra mới biết, Shioji tới đây là do Akaji tạo điều kiện. Khung cảnh năm hai đứa học tiểu học lại hiện lên, khi đó, Jizo đã tới tận nhà Shioji để chăm sóc cho nhỏ. Còn lần này Shioji sẽ là người chăm sóc lại Jizo, cậu thấy thế thì không ngừng cảm thán về sự dễ thương của Shioji. Trong lúc cô đi nấu cháo, thì ký ức năm ấy lại hiện về. Khi đó, Shioji chuẩn bị phải chuyển trường, Jizo định nhân cơ hội này để tỏ tình, nhưng cô ấy lại bảo muốn làm bạn với cậu mãi mãi. Câu nói đó không khác gì án tử cho lời tỏ tình của cậu. Jizo cứ mãi suy tư, tới mức Shioji nấu xong cháo cũng không biết. Tay nhanh hơn não, Jizo liền cầm luôn bát cháo húp lấy húp để, và thế là lỡ mất cơ hội, được Shioji đút cháo cho ăn. Xong xuôi thì trời cũng đã muộn. Khi hỏi về vấn đề giữa Shioji và Minami thì cậu mới biết, do cô ấy nhát trai, cùng với đó là chưa làm quen được với chuyện vợ chồng, thế nên điểm số mới thấp như vậy. Trong lúc Shiori chưa tìm được lối đi thích hợp, Rijo liền nắm tay cô nàng rồi nói, "Cậu nhất định làm được, một người có nhiều điểm mạnh như cậu, chắc chắn làm được." Nói vậy thôi, chứ Rijo cũng ngại lắm chứ bộ. Khi Rijo ngủ, Shiori định hôn lén cậu một cái. Cảnh quay thay đổi, Akaji vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Rijo, tới mức không để ý đám bạn nói gì luôn. Còn Shiori tưởng chừng như sắp hôn thì bất chợt dừng lại. Ký ức xa xưa của hai người lại hiện về, ngay sau cô nói muốn làm bạn mãi mãi với Rijo thì cậu đồng ý rồi bỏ về tưởng chừng như không thể nói câu hẹn gặp lại nữa thì thật bất ngờ khi hiện tại hai người lại học chung lớp tối đó khi akaji đi chơi về jizo đứng ngoài phòng tắm rồi cảm ơn cô nàng vì đã giúp cậu gần gũi hơn với seoji cậu cũng tự hứa sẽ giúp akaji hết mình thế nhưng lồng ngực akaji lại nhói đau khi nghe câu đó chắc là yêu jizo rồi đây mà trong bữa cơm hôm đó bỗng dưng akaji lại hỏi jizo một câu khó hiểu con gái làm gì thì các ông sẽ cảm thấy vui giờ mà bảo là thích được 69, thì có phải tà giam quá không nhỉ Jizo đành nói đại một câu là con trai muốn được con gái làm cơm hộp cho ăn. Và thế là Akaji bắt đầu hành trình, chinh phục trái tim của Minami. Kể từ ngày hôm đó, Akaji cũng chú tâm vào công việc nấu nướng hơn trước. Cô nàng làm rất nhiều món mới để thử tay nghề, không chỉ đẹp mắt mà còn rất chi là ngon. Tuy rằng nó có hơi thiếu ngọt so với khẩu vị của riêng của Jizo, tất nhiên món này là làm cho Minami nên cô nàng nghĩ khẩu vị của cậu ấy sẽ khác với Jizo. Cũng vì vậy mà ngày nào Jizo cũng có cơm hộp mang theo để ăn, trong khi thằng bạn Kamu chỉ có thể ăn tạm một chút gì đó và chơi với con gậy ảo. Nhìn thôi đã thấy ghen tị rồi, bởi vì cặp vợ chồng của Camu chỉ mang tính chất thủ tục mà thôi. Trong khi đó, Jizo lại có mối quan hệ như trong chuyện con heo, hai tay nắm hai đại mỹ nhân. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, may là Akaji chưa nghe hết cuộc trò chuyện của hai thằng được dựa. Cô nàng tới đây để hỏi cảm nhận của Jizo về hộp cơm. Tất nhiên trả lời ngon thôi là chưa đủ, Jizo bảo thêm rằng hơi thiếu ngọt, thì cô nàng lại bảo tôi đâu có làm theo khẩu vị của ông đâu. Kamu bên cạnh chỉ có thể lặng lẽ thu dọn đồ đạc mà chuồn lẹ. Ngày hôm sau và cũng là ngày bọn họ được nghỉ, nên Akaji quyết định làm một hộp cơm cho Minami. Thấy Jizo có vẻ cũng đang đói, nên cô nàng liền đút cho Jizo thử một miếng, nhưng đúng là nó chẳng có ngọt chút nào. Lúc bấy giờ Jizo mới để ý, bộ đồ mà Akaji đang mặc, nó có chút khác biệt so với thường ngày. Đang chìm trong suy tư, thì Akaji bỗng dưng bảo cậu làm lại như lần trước, khiến cho Jizo có chút bất ngờ. Cậu định sẽ không làm, nhưng mà cô nàng lại bảo lúc đó cô cảm thấy an tâm lắm làm cho Jizo có chút sao động hai người chuẩn bị thủ tục khi ra khỏi nhà thì có tiếng chuông cửa Sioji tới để cho ít bánh ngọt vì Minami cũng thích món ăn ngọt nên Sioji làm có hơi nhiều một chút trái với sự vui mừng của Jizo là khuôn mặt u buồn của Akaji cô bạn Sioji thấy hộp cơm gần đó thì tưởng rằng hai người họ sắp đi dã ngoại nên xin cáo từ trước không thể cứ đứng nhìn cô nàng Akaji buồn phiền như vậy được Jizo liền tiến tới gần cô nàng để an ủi bằng kinh nghiệm nhiều năm FA của mình. Nhưng cô nàng vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại sau cú sốc đó. Cứ nghĩ nếu là nấu ăn thì mình sẽ làm được, nhưng không ngờ rằng đến cả khẩu vị của Minami còn không biết. Jizo muốn động viên cho cô nàng vui vẻ trở lại, nhưng càng nói càng tự hủy. Liên tục nói Akaji rất ngon và có nhiều người muốn làm một lần. Nghe vậy bỗng dưng Akaji tiến tới và đè Jizo xuống, trong cái tư thế cưỡi ngựa xem hoa này, thằng con trai nào chịu cho nổi cơ chứ. Rồi cô nàng hỏi thêm rằng, Jizo đã tưởng tượng làm như này với cô ấy bao nhiêu lần rồi Tất nhiên là đời nào Jizo dám nói thật cơ chứ Cứ nghĩ sắp có cảnh hành động hai người ít lời thoại Thì Jizo bỗng dưng cản cô nàng Akaji lại Mẹ mà biết là mẹ buồn lắm đó Đồng thời bảo rằng Việc này chỉ nên làm với người mà cô ấy thích mà thôi Nghe được những câu nói đó Bỗng dưng Akaji lại bảo Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi Cũng kể từ ngày hôm đó Hai người ít nói chuyện với nhau hơn hẳn Điểm theo đó cũng tụt đi rất nhiều Và không ngoài dự đoán trong khi nhóm của Seoji đạt hạng A, thì nhóm của Jizo lại ở hạng E. Hiển nhiên là Jizo biết thứ hạng của mình, nên mới chẳng quan tâm, vì mọi chuyện tới đây là kết thúc. Đồng thời tự trách bản thân, vì không hiểu được tâm tư của Akaji. Chuẩn bị về lớp học thì bắt gặp Seoji. Cô ấy hẹn cậu lên tầng thượng nói chuyện một chút, hỏi ra mới biết Jizo và Akaji đang có mâu thuẫn gì đó khó giải quyết. Thấy vậy, Seoji liền động viên Jizo làm lành với Akaji. Jizo nghe xong thì như được tiếp thêm động lực làm liều ăn nhiều. Vậy là tối hôm đó, Jizo đánh liều gõ cửa phòng Akaji để nói chuyện. Và đó cũng là lần đầu Jizo được vào phòng của cô nàng. Akaji bảo Jizo không có lỗi, nhưng cậu vẫn nhất quyết xin lỗi về chuyện đó. Mặc dù Akaji đã muốn quên nó đi vì quá xấu hổ, nhưng Jizo cứ đào nó lên. Tuy rằng câu từ có chút tà dăm, nhưng Akaji cũng đã hiểu Jizo hơn. Một lần nữa, Jizo ngỏ ý muốn cùng Akaji quay lại làm một cặp vợ chồng. Câu nói này khiến cho Akaji có chút rung động, nhưng vẫn phải chọc quê Jizo một chút hai người chuẩn bị ân ân ái ái với nhau, môi sắp kề môi, thì cô nàng Akaji lại bảo chỉ là đùa, khiến cho Jizo quên một cục luôn. Tuy nói là vậy, nhưng có lẽ trong tim Akaji đã chứa hình bóng của Jizo rồi chăng? Trong giờ học thể dục ở trường, Akaji đã vô cùng ngạc nhiên khi Sachi có thể đạt được hạng B. Ba người cứ vậy mà nói chuyện rôm giả, khiến cho ông thầy phát cáu. Jizo bên này cứ mãi ngắm nhìn Sioji suốt cả buổi. Đang say sưa ngắm nhìn, thì Minami khuấy đảo không khí xung quanh cô gái nào cũng chăm chú nhìn, khiến cho Jizo lại càng tự ti về bản thân. Lúc này, cô bạn Sachi cũng nói cho Akaji nghe tin đồn về Minami. Tuy rằng cặp của cậu ấy đã đặt hạng A, nhưng lại không hề có ý định đổi cặp, cho dù bình thường những ai lên được hạng A thì sẽ đều đổi cặp để sống với người họ muốn. Về phần Akaji, thì cô nàng có chút không lỡ khi cứ đổi cặp qua lại như vậy. Thấy vậy hai cô bạn cũng bảo rằng nếu Akaji không làm gì thì hai người đó sẽ gạo nấu thành cơm mất thôi. Trong khi đó, Jizo vẫn mang cái gương mặt u ám đó từ nãy tới giờ Minami cứ như một anh hùng trong những bộ manga anime vậy đó một mình tư diệt đại ma vương còn Jizo thì chỉ là nhân vật phụ trong khi anh hùng Minami được người người yêu mến thì nhân vật phụ Jizo chẳng có chút nổi bật nào kết thúc tiết học trên đường trở về Jizo vô tình bắt gặp Shioji. cô nàng hỏi Jizo có chuyện gì mà trông ủ rũ như vậy tất nhiên Jizo làm sao dám nói nỗi phiền muộn này là do Shioji được cơ chứ thế nhưng có một chuyện cậu phải làm rõ lúc này đó là về cái tin đồn đó. Cùng lúc ấy ở nhà đa năng, cô nàng Akaji đang phải dọn dẹp đống dụng cụ vì bị phạt. Vô tình Minami bước vào, khiến cho cô nàng giật mình lùi về sau, khiến cho thùng đồ rơi xuống. Minami lao tới đẩy cô nàng về sau, nên chẳng có thương tổn gì cả. Trong tình huống mặt đối mặt, trái tim Akaji lại loạn nhịp, nhưng không hiểu sao, cô lại thấy nhẹ nhõm về điều đó. Khi Minami định rời đi, thì Akaji cũng hỏi về cái tin đồn đó và nhận được câu trả lời là nếu Shoji không thấy phiền với chuyện đó thì chắc vẫn sẽ như vậy. Nghe những câu nói đó, nước mắt Akaji cứ vậy tuôn rơi, nhưng mà cô nàng lại lấy lý do là bụi bay vào mắt để lấp liếm. Minami thấy vậy thì tiến tới gần Akaji và bảo cô nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Kamo vô tình đi ngang qua đó thì thấy cảnh tượng không nên thấy. Cảnh quay thay đổi, cô nàng Shioji cũng bảo rằng chuyện bắt cặp không thể tự mình quyết định được, nhưng mà nếu như Jizo cũng đạt hạng A thì cô ấy cũng sẽ thay đổi ý kiến. Hai người đang tình tình tứ tứ thì thằng bạn Kamo phá đám, đồ vô duyên này. Kamo định kể chuyện vừa nãy cho Jizo nghe, thì Minami và Akaji bước ra. Trong cái bầu không khí khó xử này, cây hài Kamo vẫn không quên tấu hài cho người xem. Chọn tới chọn lui, thì cuối cùng cậu ta chọn ra đi cho an toàn. Minami cũng đưa chìa khóa phòng thể chất cho Kamo, rồi đi về lớp. Nghe hai người đó nói về vấn đề không đổi cặp, lại càng khiến cho trái tim Akaji thắt lại. Sau khi Minami và Shioji rời đi, thì Kamo cũng tìm cái cớ để trốn lẹ. Về tới lớp học, thì mới biết cô nàng Akaji đã xin về sớm vì lý do sức khỏe, nhưng với Jizo thì cậu hiểu rất rõ ràng, đó chỉ là cái cớ của cô nàng mà thôi. Đang trầm tư suy nghĩ, thì Kamo cứ lượn qua lượn lại trước mặt Jizo. Lúc này Kamo mới nói nhỏ cho Jizo biết về vụ ban nãy. Nhưng khi nghe xong, Jizo lại chẳng có gì là ngạc nhiên cho lắm thì phải. Trở về nhà thì thấy cô nàng Akaji đang nằm dài trên ghế sofa. Nói vòng vo một hồi, thì Jizo cũng vào thẳng vấn đề chính. Cậu chúc mừng Akaji vì đã tiến thêm một bước dài, khi đã hôn được Minami và cậu cũng sẽ luôn ủng hộ nếu như Akaji và Minami thành đôi. Nghe tới đây bỗng dưng Akaji cười phá lên, cô nàng bảo đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Tâm sự một lúc thì Akaji cũng nói ra nỗi lòng của bản thân rằng cô nàng đã cố gắng rất nhiều. Nhưng Minami không đói hoài tới dù chỉ là một chút. Và đó cũng là lần đầu tiên Jizo chứng kiến Akaji khóc nhiều như vậy. Jizo cũng rất ga lăng mà ôm lấy Akaji cho cô nàng mượn một bờ vai để tựa vào và xả hết nỗi buồn đang có đến lúc cả hai đã bình tĩnh trở lại thì Jizo lại chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lúc đó lại làm như vậy. Đúng lúc đó thì cô nàng Akaji bước ra từ nhà tắm trong bộ áo thun khiến cho anh chàng suýt thì phụt máu mũi. Đã vậy cô nàng còn tiến sát tới bên cạnh Jizo khiến cho con dã thú suýt thì sổng chuồng. May mà kịp thanh tẩy ham muốn chứ không là có cảnh hành động hai người ít lời thoại rồi. Jizo cũng bảo cô nàng nên mặc kín đáo một chút chứ không nên mặc hở hang như vậy. Nhưng tất nhiên cô nàng cũng không phải dạng con gái dễ dãi người duy nhất và cũng là người đầu tiên hôn cô nàng chính là Jizo nhà ta. Nghe thôi đã khiến cho Jizo muốn thăng thiên luôn rồi. Hôm nay tới phiên Jizo trực nhật nên cậu sẽ tới trường trước. Jizo tự nhận bản thân là một thằng hết sức là bình thường, được cái số hưởng. Nay thì hưởng này, người ta chỉnh trang phục giúp mà lại dám nhìn trộm ngực. Khi Akaji dựa vào người cậu, Jizo cứ ngỡ như mình thật sự đã kết hôn với Akaji, nhưng mà cô đẩy cậu ấy ra và nói chỉ là cú lừa thôi anh bạn trẻ. Jizo tới lớp thì trước mặt cậu là Seoji, cậu nhớ là hôm nay mình trực nhật với mây cơ mà hóa ra sioji đổi lịch cơ mà như thế này thật là khoái khoái chảy nước miếng giờ giải lao mây có hỏi sioji về kế hoạch phang trai của cô thế nào rồi làm gì có cái đó bởi vì jizo có mình cô là bạn khác giới nên sioji sợ tỏ tình thất bại sao phải sợ mây khuyên sioji nên làm một điều gì đó thật là bất ngờ chẳng hạn như đè jizo ra cưỡng hôn trời ơi gì mà bạo vậy má chuyển cảnh qua chỗ akaji cô đang ngồi ăn chơi cùng với lũ bạn đang ăn ngon lành thì Sachi quay ra khi Akaji, vụ có tình ý với Jiro. Akaji liền lôi ngay Minami ra làm lá chắn để phủ nhận vụ việc. Quay lại với Jiro để thể hiện độ nam tính nên cậu đã bê hết đống sách giúp Shioji. Quay trở lại lớp học, không gian trở lên yên tĩnh, Jiro bối rối chẳng biết nói gì với cô bạn thổ thơ ấu. Cần gì phải nhiều lời mới có gái yêu, Jiro chỉ cần đứng đó là đủ rồi. Akaji tới tìm Jiro, đập thẳng vào mắt cô, chính là cảnh có hai người đang nấu cẩu lương. Không muốn họ nấu xong, nên Akaji bỏ về trước. Sioji lúc này thả thính Jiro, cứ phải gọi là thả cả tấn, thả điên đảo, khiến cho thằng bé đớp lấy đớp để, cuối cùng nhận ra đây là thính pha kè. Nhưng Jiro nào có biết, 10 phần thính lúc nãy, chỉ có không phải một phần là giả. Trở về nhà Jiro vẫn nghĩ mình là một người may mắn, nếu hồi cấp hai cậu tỏ tình rồi bị từ chối, thì chắc không có ngày hôm nay. Đúng lúc này thì Akaji xuất hiện, mời Jiro làm tí sữa của cô ấy. Vì sữa của Akaji vừa ngon vừa ngọt, nên Jiro tuy ngại nhưng vẫn nhận. Trước phong cảnh này, Akaji ước gì người đứng với cô lúc này là Minami, nhưng Jizo đâu biết rằng những điều Akaji vừa nói đều là giả dối. Cậu còn đồng tình với việc đó, xin lỗi vì bản thân không phải là Minami. Đứng một hồi Akaji quay sang đề nghị, Jizo hãy gọi mình bằng tên, nhưng Jizo không muốn, tại vì cậu cảm thấy điều đó khiến cậu ngại về lở. Akaji rất thích tên mình, ước gì lúc mệt mỏi Jizo có thể gọi tên cô. Trong vô thức Jizo bỗng nói ra tên của Akaji, đây là lần đầu của cậu rồi xong Akaji thấy phê quá, bắt luôn Jizo làm thêm một nháy nữa. Jizo không chịu, thế là Akaji nổi giận mà vô thức nói ra mình thích cậu. Jizo vẫn ngu ngơ éo hiểu tại sao Akaji có Minami rồi cơ mà. Lúc này Akaji chỉ biết ngồi co rúm lại mà than trách cái miệng hư của mình. Ngày hôm sau cả lớp được một fan há hốc mồm khi bà giáo thông báo có kiểm tra đột xuất. Jizo rơi vào trạng thái hoang mang tột độ bởi cậu có mấy môn điểm kém. Nếu việc này làm ảnh hưởng tới Akaji thì chắc cậu phải đi lãnh cơm hộp sớm. Cơ mà Jizo thấy Akaji hơi lạ, chẳng thấy cô ấy học hành gì cả. Vậy là cậu có hỏi qua chuyện thi cử, Akaji trả lời với vẻ mặt đầy uy tín. Toang thật rồi ông giáo à, Akaji mặt uy tín tới mức độ thế này cơ mà. Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi thì để anh gánh, về nhà học thôi cô em. Bên phía Shioji cô đang truyền cho mây 36 cách tung xúc sắc trong thi cử. Để cảm ơn Shioji, mây chuyển lại cho cô 69 cách cưỡng hôn nam thần. Bé bé cái mùng thôi bạn của tôi, cả quán nghe thấy bây giờ cơ mà kiếm chỗ nào kín kín một tí chứ, Shioji ngồi đây ngại lắm. Trong khi đó, bên phía Akaji, cô đang than phiền việc học hành chán quá đi. Nhưng vì một tương lai được đổi cặp, Jizo động viên Akaji hãy cố gắng lên. Cô cái gì mà cố, Jizo sao mà biết được, Akaji đã cảm nắng cậu rồi. Không muốn học hành, Akaji rủ Jizo làm nháy cho khuây khỏa. May mà môn Jizo yếu là sinh lý, nên cậu mới không bị Akaji dụ. Còn giam ba cái môn toán xếp hình này, thì Jizo thử sức kèm cặp Akaji. Vài giờ sau, Akaji cảm thấy mình trở thành thiên tài luôn rồi. Tiện thể Akaji gửi tới thầy giáo Jizo đôi lời cảm ơn, khiến cậu rất ngại. Akaji không thể ngờ Jizo ngu ngơ, lại có thể hơn cô về mảng toán học. Nhưng chỉ học giỏi mỗi toán thôi thì làm sao mà được. Akaji rất tự tin về mảng sinh lý, cô quyết định dạy kèm lại cho Jizo. Nào nào muốn học gì nào, khoản sinh lý Akaji chưa ngán bố con thằng nào. Do Akaji ép quá, cũng như anh em viewer kích động, nên Jizo chuyển luôn. Sai một ly đi một dặm, Akaji bây giờ mới hối hận thì đã quá muộn. Miệng thì kêu đừng, nhưng trong thân tâm Akaji đã ngầm chấp nhận Jiro. Cũng lúc đó, có lẽ do quá phấn khích mà Jiro chảy máu mũi. Những chuyện vừa rồi là do Akaji thấy Jiro căng thẳng quá nên giúp cậu xả hơi thôi. Akaji luôn là người kiếm điểm về cho nhóm, chỉ riêng việc học là Jiro giúp được. Cậu biết rằng Akaji cũng muốn lên hạng A để được đổi cặp với người mình thích. Akaji lại tiếp tục khịa Jiro, sao hay ra vẻ quá vậy, giúp được có tí. Dù nói vậy nhưng cô lại cảm thấy khá buồn, đến bao giờ Jizo mới hiểu được đây? Mở đầu cho một ngày mới, hôm nay Akaji chào Jizo bằng họ của cậu. Buổi sáng chưa tỉnh ngủ, nhưng mà lúc này, Jizo có thể khẳng định, nhỏ gọi mình bằng họ. Tưởng Akaji giận dỗi hay gì, nhưng không phải, cô ấy vẫn giống như thường ngày. Đã vậy Akaji còn rủ cùng ăn sô cô la, rốt cuộc là nó sai ở đâu? Các cụ có câu không biết thì hỏi chị Google. Bỗng nhiên thằng bạn xuất hiện, Camo cho Jizo lời khuyên Kamo cùng Jizo đứng hóng drama. Mây cùng một em gái khác, hai người đang tay trong tay chị chị em em. Jizo cùng Kamo chứng kiến cảnh đó xong, cảm thấy như mình vừa thua cá độ. Buổi tối khi trở về nhà, Akaji nghe thấy tin nhắn báo kết quả giữa kỳ, vì vui mừng quá mà cô chạy thẳng vào nhà tắm khoe với Jizo luôn. Có vui đến đâu thì cũng phải để người ta tắm xong chứ, cái con người này. Ngày hôm sau, khi Mây đang thay đồ, lúc này cô mới để ý bảng điểm. Ngay lập tức, Mây tìm tới Seoji để thúc giục cô, nhanh chóng hành động. COG còn chưa làm được gì thì cô đã bị cho ngắt kết nối rồi. Cuối cùng Jiro cũng tới, COG mong đợi cái thời khắc này từ lúc ngất. Nhìn COG cười thôi mà Jiro đã ngại chẳng nói lên được lời nào. COG có nhắc tới việc Jiro đạt được hạng 8, chắc cậu vui lắm nhỉ. Biết được Jiro hay cãi nhau với Akaji, cô cũng muốn được như vậy. Từ khi lên cấp 3, nhìn những người khác trưởng thành, cô cảm thấy mình rất trẻ con. Chẳng lẽ việc Seoji ở cùng với Minami vẫn chưa đủ cảm giác trưởng thành? Tuy ở cùng với Minami, nhưng lòng Seoji luôn hướng về người đàn ông khác. Chuyện này làm sao Jiro biết được, Seoji muốn cậu giúp thực hành, hôn hít. Nếu không muốn thì thôi vậy, muốn, muốn chứ, sao lại không muốn. Còn chưa làm được gì, đã có người vào làm bóng đèn rồi. Thì ra là Sachi đến để nghỉ trưa, cô đã đi khi nhìn thấy cảnh này. Rồi xong luôn, nhờ có Sachi xuất hiện bất ngờ mà Jiro thật sự đã được hôn môi người trong lòng. Seoji bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh nên cô mời Jiro ra ngoài ở một bên khác, Akaji nhắn tin cho Jizo nhưng không thấy cậu trả lời. Đúng lúc này Sachi tới, cô kể luôn cái vụ đẩy xe bò ở phòng y tế. Một nước sai, vạn dặm đau, Jizo cùng lúc trả lời tin nhắn đang ở phòng y tế. Trời đã về khuya, Jizo lúc này có hơi lo lắng bởi Akaji chưa về. Akaji chưa về là đúng rồi, giờ cô vẫn chưa thể đối mặt với Jizo. Trùng hợp sao, quán nước Akaji ngồi lại là quán Minami đang làm thêm. Nhận được một ly nước có dòng chữ Hãy vui lên khiến Akaji hơi bất ngờ. Tuy vậy khi về nhà, Akaji vẫn không thể ngừng nghĩ cảnh Jizo đẩy xe bò. Dù sao người Jizo thích vẫn là Seoji, cô chỉ là vợ hờ mà thôi. Vào tới nhà, đập thẳng mắt Akaji là cảnh Jizo nằm ngủ vật vã trên ghế. Điện thoại của Akaji lúc này hiện tin nhắn, Soko là có nhân rượu, Wiki, Akaji chẳng hiểu sao, gọi mãi Jizo không dậy, có thể cậu ấy là đồ ngốc. Dậy đi ông cháu ơi, vợ ngon thế này, mà không dậy ăn cho anh em còn hóng. Akaji lúc này tự hỏi rằng, Jizo khi ở phòng y tế cậu đã làm gì? Cô luôn ủng hộ cậu trong chuyện tình cảm, nhưng còn đang là vợ chồng, xin cậu đừng cắm sừng cô. Ngày hôm sau khi chào cờ buổi sáng, Jizo nhận thấy có gì đó sai sai. Cho tới tận lúc Akaji đã tỉnh giấc, người kinh ngạc chỉ có mình cậu. Não Jizo bắt đầu hoạt động hết công suất, nhưng dường như dữ liệu đã bị xóa. Jizo hỏi lại Akaji một lần nữa để cậu xác định mình còn Jin hay không. Nghe Jizo nói, đây chính là lần đầu của cậu. Akaji đã yên lòng hơn, cô bắt đầu lật bài. Mỡ đấy mà hút nhé, Jizo cay méo chịu được. Bây giờ trong lòng Jizo lại có một núi tiếc mước gì mình bị phá zin. Nói xong câu đó một phát, Jizo bị Akaji cho ăn ngay combo than thở. Do bị Akaji bịt tai, nên câu nói, tôi ghét cậu, Jizo không nghe được. Một ngày mới lại bắt đầu, có vẻ như Jizo trong lòng đang phiền muộn. Kamo nói chúng từ khóa, lập tức Jizo nhớ lại cảnh mặn nồng đêm qua luôn. Chuyển cảnh qua chỗ Sachi, cô cùng Nasumi vô tình gặp Sioji. Nhìn thấy cô ấy phải mang khá nhiều rác, nên cả hai quyết định giúp đỡ. Đúng lúc này, Rijo cùng thằng bạn đi ngang qua, cậu vẫn còn ngại vụ tập hôn. Cô nàng Sachi mở lời nhờ giúp đỡ một cái, Jiro không dám từ chối. Cioji do ngại quá nên bật chế độ bơ, Jiro nhận sát thương chí mạng. Sachi đề nghị thay chỗ Jiro đi cùng Cioji, khiến cô nàng rất cảm kích. Lúc sau hai cô nàng Sachi cùng Nasumi có chuyện muốn nói với Akaji. Cô nàng Sachi muốn biết bây giờ Akaji cảm thấy Jiro thế nào. Vậy còn Minami Lúc trước Akazi đã hù hét lên khi thấy cậu ta. Yêu là phải nói, ghét là phải gào, thằng nào bố láo thì cho ăn đấm. Mọi người không muốn Akazi cứ vậy, mà mặc cho số phận đưa đẩy. Là bạn thân của Akazi, không một ai muốn nhìn thấy cô nàng phải đau lòng. Mọi người nói ra những điều này, cùng chung một mục đích, vui lên nào bạn của tôi. Sau khi chào tạm biệt Akazi, hai cô nàng vẫn không yên tâm cho lắm. Lễ hội pháo hoa, à đây rồi, chính nó là chìa khóa phá vỡ ưu phiền. Lên đồ để đi chơi lễ hội, Akaji chọn cho mình một bộ Yutaka. Jizo vừa làm cu li, vừa phải nghe Akaji khoe sắp đi chơi với Minami. Cậu chẳng hiểu sao đối với mình, Akaji cứ luôn bật chế độ làm ngơ. Chẳng lẽ cả cái thế giới này, cô nàng chỉ coi mình cậu không phải là đàn ông. Akaji nhờ Jizo chọn giúp kiểu thất nơ, chọn kiểu cậu thích là được. Sau một hồi Akaji tự quyết định luôn, vậy còn nhờ chọn giúp làm gì? Đã vậy Jizo còn bị nói là cậu độc thân, tối ngồi bắn pháo hoa một mình. Phần quan trọng đã làm xong, nhưng Akaji lười không muốn làm nốt, chịu luôn. Phải biết rằng Yutaka rất mỏng, nên Jizo cảm nhận được hết hơi ấm phần lưng. Akaji cũng nhận ra điều đó, nhưng cô nàng vẫn muốn Jizo giúp mình. Phố đã lên đèn, Akaji đã tụ tập được với hội bạn thân của mình. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, tối nay Minami thuộc về Akaji. Bộ đồ Jizo mặc cho Akaji cũng là bộ đồ cô cho Minami ngắm. Cô nàng sẽ thử thích lại Minami và rồi ủng hộ Jizo trong chuyện tình cảm. Tụi con trai lúc này đã tới điểm hẹn, nhưng không có Minami đi cùng. Do thấy hội pháo hoa nhiều khách, nên cậu ta đã nhận lời giúp đỡ quán làm thêm. Akaji nói không sao, nhưng thanh niên Tezafune muốn để cô nàng ăn thứ gì đó. Cuối cùng cậu ta bị đá đi, cái kích khi dám có ý đồ với Akaji. Chợt nhận ra, mình chưa đòi quà bọn con trai. Nên nhóm Sachi muốn đuổi theo, Akaji đi dạo một mình, cô cảm thấy nhẹ lòng khi Minami không tới. Akaji định theo đuổi lại Minami, rồi về làm vợ chồng hờ với Jiro. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi nghĩ tới việc đó cô nàng lại thấy rất sợ Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực Bạn bè đã ủng hộ Nên Akaji sẽ cố gắng Vừa mới hạ quyết tâm một cái Akaji bị dội cho một gáo nước lạnh luôn Sau khi đòi được quà Hai cô nàng đã quay trở lại thì thấy Akaji hơi buồn Thích nghĩ chắc do Minami không tới Hai cô nàng động viên cho lần tiếp theo Trong khi đó thanh niên tezafune biết Akaji thích cá nên cố bắt cho bằng được Buông bỏ đi ông cháu ơi Tính ra ông cháu là người thứ tư đó Vừa rồi là Minami đi mua đồ dùng cho sinh hoạt cùng Shioji. Các nhu yếu phẩm cần thiết đã mua xong, giờ là lúc Minami đi làm thêm. Chuyển cảnh qua chỗ Jiro, có vẻ không có gấu ôm nên cậu bị cảm lạnh. Nghĩ tới bây giờ Akaji đang ăn cháo lưỡi, chắc cô ấy hạnh phúc lắm. Trong nhận thức của Jiro, lúc này cô nàng đối với cậu chỉ là vợ chồng hờ. Nhưng so với Minami, tại sao cái gì Akaji cũng làm với cậu trước? Đúng lúc này Akaji gọi điện cho Jiro, hình như có gì đó sai sai. Tại sao? Tại sao Akaji lại gọi điện cho Jiro, xong chỉ khóc thôi vậy? Đã thế đang gọi còn tự dưng tắt máy bất ngờ, làm Jiro rất lo lắng. Lại chúa trên cao, thì ra Akaji ngồi trước cửa nhà, cũng may cô không sao. Nín đi bé, nín đi anh thương anh cho kẹo, nhà anh đầy kẹo mút. Bằng sự vỗ về của mình, Jiro càng làm cho Akaji khóc to hơn trước. Sau khi định thần lại, cả hai cùng đứng xem lễ hội pháo hoa ngoài ban công. Akaji lại bắt đầu chiêu chọc Jiro, thính đó, nhưng chú bé đần nào biết. Akaji muốn biết Jizo cảm thấy bộ đồ của cô thế nào, đẹp đúng không? Tại vì Jizo cảm thấy Duy băng đẹp nên Akaji ban cho cậu một đặc quyền. Tại thời khắc này, Akaji trao cho Jizo toàn quyền thắt Duy băng theo ý cậu. Thôi toang rồi ông giáo ạ. À. Bước tiếp theo, Jizo méo thể nào làm theo được, Akaji đề nghị xem lại hướng dẫn. Akaji muốn Jizo gọi tên mình trong tư thế trai sau gái trước như này. Được Jizo gọi tên trong tư thế đầy mùi cơm chó, Akaji rất phê. Cô nàng lúc này cảm ơn Jizo, vì cậu đã không hỏi chuyện gì xảy ra Pháo hoa một năm chỉ có một lần Jizo nghĩ đây chắc là lần cuối cùng Mình với người ấy ngắm pháo hoa Kể từ ngày bị lấy mất nụ hôn đầu Sioji vẫn chưa một lần nói chuyện đàng hoàng với Jizo Bên phía Jizo Lúc này cậu đang cắm đầu vào con game mới tải Méo hiểu sao Chơi game thôi mà cũng bắt cậu phải lựa chọn giữa hai người Akaji rất cần một người cho cô dũng khí Dũng khí để nói ra tất cả Hôm nay là ngày có điểm tổng kết Gia đình nhỏ của Jizo hạng 13 Vì không trong top 10 nên cả hai sẽ cùng sống với nhau thêm 4 tuần nữa. Jizo thật sự không hiểu, ngày hôm đấy, Akaji đã khóc rất nhiều, giờ giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn tràn đầy khí thế muốn đổi cặp. Đang suy nghĩ, thì Akaji chạy vô kêu cứu, Jizo quần còn chưa kịp mặc. Mặc làm méo gì, ngoài phòng khách có con nhện, đang lộng hành kia kìa. Rồi con nhện đó ở đâu, Jizo thấy có thứ còn kinh khủng hơn con nhện đó. Akaji mắc hội chứng sợ nhện, cô nàng sợ nó nhả tơ lên người mình. Cho tới lúc con nhện bị tiêu diệt, Akaji muốn Jizo phải ở bên mình. Thời đến cản không kịp, Akaji muốn Jizo theo mình tới nhà vệ sinh. Méo được đi theo vào bên trong, Jizo ngồi ngoài bịt tai, nghe tiếng nước chảy. Cuối cùng Jizo cũng được vào trong, lần này tới lượt Akaji ngồi ngoài. Cô nàng tự hỏi, nếu Jizo mà là Minami, thì chắc cô không dám nhờ. Thấy Jizo đang ăn binh chi linh, Akaji cũng muốn được ăn thứ đó. Nhanh bón vào miệng giúp cô nàng nào, Akaji muốn thìa kem trắng của Jizo. Tận hưởng sự mát lạnh hòa quyện, với vị kem trắng, Akaji rất hạnh phúc. Akaji đề nghị Jizo có muốn hẹn hò thử với cô không. Tuy biết đấy là trò đùa, nhưng trong khoảnh khắc đó, Jizo đã thật sự cân nhắc. Akaji nói là đùa để cô nàng đỡ ngại thôi, Jizo đúng là đồ ngốc. Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ khi có con nhện xuất hiện. Bé quá, méo thấy, bé cũng phải bắt. Akaji muốn Jizo xử đẹp nó ngay và luôn. Sau khi con nhện bị xử lý, trạng thái của Akaji lại trở về bình thường. Tại sao hai ta chưa thành đôi? Akaji sẽ tìm kiếm câu trả lời trong giấc mơ. Chuyển cảnh qua nhà Seoji, cô nàng kể với Minami chuyện của bạn mình. Cô bạn ấy khá tội nghiệp, cô ấy bị tai nạn và đánh rơi nụ hôn của mình. Thời gian qua, cô ấy không dám đối diện với chàng trai nhận được nụ hôn đó. Còn nữa, cô bạn ấy thừa nhận rằng chính bản thân mình vì thích nên mới lo lắng. Nghe chuyện bánh cuốn quá, khiến Minami quên mất rằng mình đang uống trà. Cậu ta cho cô bạn ấy một lời khuyên, có chút hy vọng thì vẫn nên cố gắng. Tình yêu một khi bỏ lỡ rồi, mà muốn tìm lại thì chỉ có gọi chú đi con. Ngày hôm sau, cuối buổi học, Siergi ngồi tư vấn trang phục cho Mây. Chỉ cần là đồ Siergi thích, Mây nguyện mặc nó cho buổi xem phim tiếp theo. Mây muốn Siergi được hạnh phúc, cho nên hãy thổ lộ trước mặt Sirodi. Lúc sau, thanh niên Teyafune tới thông báo với Mây tối nay không ăn cơm ở nhà. Nhân cơ hội này, Siergi muốn qua đêm cùng Mây. Trong lòng Mây đang rất sướng. Chuyển cảnh qua chỗ Siergi, cô nàng muốn Mây tối nay tới phòng mình ngủ. Nghe tới khúc cả hai sẽ tắm cùng nhau khiến mây bị sặc nước luôn. Cả hai cô nàng lại bắt đầu đem những chuyện hồi nhỏ ra ngồi nói với nhau. Tới khúc Jiro xuất hiện, mây suy nghĩ rất kỹ, rồi quyết định tối nay hủy kèo. Ở một nơi khác, bị vợ đuổi ra ngoài, nên Camo ngồi kể khổ với Jiro. Nhìn thằng bạn có con vợ ngọt nước, Camo muốn có bồ chứ không phải vợ hờ. Không thể chấp nhận Jiro được hưởng phúc một mình, Camo quyết định xử đẹp cậu. Sioji trên đường về nhà, đi ngang qua cửa hàng mà hai cậu đang ngồi. Còn Jiro, cậu đang bên trong cùng Camo, Ăn cơm cá ngừ trộn dầu ăn. Sioji không hiểu tại sao mình nhìn cơm cá ngừ muối lại thành cơm chó. Đang mải mê suy nghĩ thì Jizo đuổi tới khiến cô nàng khá là bất ngờ. Nghe Jizo nói đó chỉ là tai nạn khiến Sioji tưởng cậu nói chuyện ấy. Rồi xong tự dưng sao lại có camo. Sioji xin lỗi vì đã hiểu lầm. Gặp nhau chính là cái duyên. Jizo tiện tay xách đồ giúp cô nàng luôn. Đi cùng Jizo làm cho Sioji có cảm giác cả hai giống một cặp vợ chồng. Cô nàng dừng lại cảm ơn Jizo về nụ hôn lần trước, cô không hề khó chịu. Thế méo nào Jizo nghĩ, cô nàng nói thế vì muốn coi cậu mãi mãi là bạn. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, sau buổi học ngày hôm nay, là Jizo được nghỉ hè. Chẳng biết hè này Sioji sẽ làm gì, Jizo đoán chắc cô nàng về quê. Hè này thanh niên Kamo sẽ đi làm thêm, cậu ta đăng ký giúp Jizo luôn. Jizo từ chối, tại vì cậu kém giao tiếp, sao mà phục vụ cho người ta được. Mục tiêu của Kamo là quay gacha áo tắm idol và đúng lúc này Seo-ji tới, nhìn thấy cô nàng làm mắt Ziro sáng ngay. biết Seo-ji hè này làm cùng chỗ với mình, Kamo liền xin chào đồng nghiệp. Seo-ji rất vui khi nghe tin. Ziro cũng làm ở quán đó, rồi xong luôn hết từ chối. não Ziro bắt đầu sinh ra mấy hình ảnh hay ho, sống chung với Seo-ji, bớt ảo tưởng lại đi ông cháu. Kamo yêu cầu Ziro về xin phép vợ trước. cậu ta sướng khi nghĩ tới cảnh Ziro đi làm rồi vợ cậu ở nhà chơi trai. chắc chắn éo có chuyện đó đâu, nếu có thằng con trai đó phải là cậu. Jizo bị khịa là, có mỗi bộ đầu bơi cũng đỏ mặt, không đỏ không phải đàn ông. Akaji khoe, cô mới mua hai con hàng kiểu này, chắc phải mặc bộ kia rồi. Mắt Jizo bị một thứ ma lực thần bí kéo xuống, nói vậy cho đỡ ngại, chứ cậu chủ động nhìn nó. Jizo muốn biết, chuyến đi biển sắp tới của Akaji, có con trai đi cùng không? Nếu chỉ có mỗi gái thôi thì nguy hiểm lắm, gặp biến thái có mà toang cả lũ. Biết được cô nàng đi làm thêm, chứ không phải đi chơi, Jizo đã yên tâm hơn. Nhân tiện Jizo nói ra chuyện, Hè này cậu cũng đi làm thêm, chỗ đó có cả Siozi. Tới cuối câu chuyện, cả hai mới biết mình làm cùng một chỗ. Ngày làm việc đầu tiên đã tới, camo dự đoán quãng thời gian sau sẽ rất cháy. Đây là nơi ở tạm thời của cả nhóm, nam nữ cách nhau vài bước chân. Vừa mới nhận phòng trọ xong, là mấy cô nàng ra ngay ban công hóng gió luôn. Để việc lại đó, tôi tiếp tục. Bây giờ là thời gian dành cho công việc. Mây không quen với kiểu đồ này cho lắm, Siozi liền khen cô nàng rất hợp. Trước khi mở cửa đón khách, Cả bọn được học lại về quy tắc 5S. Kamo mấy hôm trước được ông anh mua đồ cho, nên rất tự tin về độ đẹp trai. Jizo méo quan tâm, cái cậu quan tâm là bản thân được ở gần Shioji. Bên phía Akaji, cô nàng được Minami chỉ dạy, nên rất hạnh phúc. Thanh niên Tezafune ngồi nhìn hai người tình tứ, cậu ta ước gì mình ở vị trí đó. Bị cà khịa, thanh niên Tezafune lỡ mồm nói hai người kia đến với nhau là không thể. Hai cô nàng Natsumi cùng Sachi không hiểu được sao lại như vậy, nói rõ rằng không là xác định. Được làm bếp chung với Seoji, Mây cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nhất đối với cô nàng chính là nhìn thấy người mình quan tâm hạnh phúc. Mây tạo ra rất nhiều cơ hội để Seoji được ở gần với Zero. Kể cả là cái loại bóng đèn hạng VIP bờ rồ này, cô nàng cũng xử được hết. Cách tạo hình bằng binh chi linh này quá khó đối với Zero. Không quá khó đâu, cậu chỉ cần men theo mép rồi từ từ đút kem vào là ok. Vì di chuyển quá nhanh khiến Zero phọt hết cả binh chi linh lên mặt Seoji. Tất cả là tại Zero, sioji muốn cậu hãy liếm hết cái thứ trắng đục này đi nhớ lại những gì mây nói làm gái thì phải biết chủ động mời chào khách sioji mời thì zizo xin nhận chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi có phim gì hay lắm này mọi người ơi mọi công sức dụ trai của sioji đổ sông đổ bể hành động của sioji khiến zizo cảm thấy mình vừa bị cự tuyệt thẳng mặt cậu tự an ủi bản thân thời gian còn nhiều đồng nghĩa với cơ hội còn nhiều thanh niên camo tới mượn zizo cái quần bơi đứng trước bãi biển toàn gái xinh như thế này khiến thanh niên Camo hết cận luôn. Có điều cậu ta thắc mắc, sao Akaji hôm nay lại mặc áo tắm một mảnh? Jiro suy nghĩ tới lời Akaji nói lúc trước, bộ đồ đó là cô nàng dành riêng cho cậu. Chắc không phải đâu nhỉ, chẳng lẽ Akaji có ý gì đó với mình? Dòng suy nghĩ của Jiro bị ngắt quãng khi Shioji xuất hiện với phong cách rất trưởng thành. Bị chỉ trích là tới đây để tia gái, thanh niên Camo thừa nhận luôn. Shioji không quan tâm chuyện đó, cô rủ Jiro ra đằng kia chơi. Thế éo nào trùng hợp thay, hướng cô nàng chỉ lại có một khách sạn mờ lem cứ tưởng được vô khách sạn chơi game thực tế ảo ai ngờ jizo phải ngồi nghịch cát đúng là thằng ngu mà đối với camo nhìn gái mặc áo tắm mới là chân lý jizo nghe lời thằng bạn mải nhìn xiao quá tí nữa thì bị phát hiện cô nàng cùng jizo chơi trò đào hầm xuyên lâu đài tận hưởng cẩu lương đi anh em akaji cũng đang ăn cẩu lương đây này cả đám chơi oản tù tì cặp jizo akaji thua thế là phải đi mua đồ dưới đất có tờ rơi giảm 20 yên mọi món dành cho các cặp đôi, quá ngon. Jizo cùng Akaji quyết định nắm tay nhau tới cửa tiệm tạp hóa đó mua hàng. Lúc sau khi lấy đồ từ cửa hàng về, Jizo méo thấy Akaji đâu cả. Tìm một hồi thì phát hiện cô nàng đang bị vây quanh bởi hai thanh niên lạ mặt. Bọn họ muốn Jizo tiết lộ tên của cô nàng này bởi vì anh kết em rồi. Trong hoàn cảnh bị hai anh cao to đen hôi kìm hãm, Akaji không biết làm gì. Xin lỗi đây là vợ em, nghe xong hai thanh niên biến mất khỏi khung hình luôn. Akaji tức giận khi mình còn chưa nói cái gì mà Jizo đã xin lỗi rồi. Cô nàng chốt ngay câu, cái kiểu người như Jizo, cả đời léo có bạn gái đâu. Vừa nãy ngầu như thế mà bây giờ tự nhiên khiến người ta nóng cả máu. Trở về sau một buổi bay lắc ngoài biển, các cô nàng chuẩn bị đi tắm rửa. Mây phải giữ khoảng cách với Seoji, cô sợ mình sẽ đánh mất lý trí. Cả hai vào nhà tắm và nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của nhóm Akaji. Jizo bị mang ra làm vấn đề bàn tán, người ta nói cậu ăn ở luộng thuộm. Mây ra góp ý, nói xấu thì nói nhỏ thôi, chứ bọn cô ở bên kia nghe thấy hết. Ra khỏi nhà tắm, Akaji bắt gặp Jiro, cô nàng thấy cậu bị cháy nắng. Nào ngồi xuống đây chàng trai của đồng bằng, Akaji muốn bôi kem cho Jiro. Được gái quan tâm sướng như thế, Jiro còn lo lắng sợ bị người ta nhìn thấy. Nghe nói Jiro là người không có máu buồn, Akaji liền thử ngay và luôn. Tất cả chỉ là cái cớ, mục đích của Akaji là thả thính Jiro. Vừa mới tắm xong, nên Jiro cảm thấy rất đói, nhanh tí nữa thì được một bữa rồi ai ngờ bóng đèn huyền thoại sachi xuất hiện vì có người ngoài nên jizo gọi akaji bằng họ thôi xong em rồi 10 phút sau gặp nhau tại gian hàng ngoài biển nhớ mang theo cái chiếu để đắp lên mặt đang tính chơi bài thì akaji có việc bận nên nhóm sachi hơi thất vọng thấy thời gian còn nhiều mây tới rủ sioji ra ngoài thay đổi không khí bên phía akaji cô nàng một lần nữa tức giận vì jizo lại xin lỗi nếu đã nghiện xin lỗi như vậy thì akaji cho cậu cơ hội phạm lỗi luôn cứ tưởng ngày hôm đó, Akaji nói bộ đồ này dành cho mình là nói đùa. Jizo thật không ngờ, cô nàng lại dám mặc nó rồi đứng trước mặt cậu. Việc Jizo thường giữ khoảng cách với Akaji lúc ở bên ngoài là có lý do. Cậu cảm thấy bản thân rất quê mùa, không xứng ở bên một người sành điệu. Thứ Akaji muốn là Jizo chú ý đến mình nhiều hơn. Akaji không chịu được cái cảm giác, cứ ra khỏi nhà là cắt đứt quan hệ. Nghe xong Jizo cảm thấy, Akaji cứ như một cô bạn gái đang ghen vậy. Nhìn biểu cảm vừa rồi của cô nàng, Jizo cho rằng chẳng lẽ mình đoán đúng. Akaji ngại quá liền phủ nhận, Jizo tin luôn mà không hề nghi ngờ chút nào. Cả hai bật chế độ ẩn thân chi thuật, khi nhóm Shioji tới đây hóng gió, Akaji nói với Jizo, ước gì có thể nhanh chóng được ra ngoài. Nói gì vậy, điều quan trọng nhất đối với Jizo là không để bị phát hiện. Câu nói đó khiến Akaji cảm thấy trong lòng Jizo vẫn không có mình. Mỗi lần cảm thấy bình an khi ở bên Jizo là cô nàng lại sợ phải rời xa. Mây có thính giác rất nhạy với tiếng động, cô nghe thấy quanh đây có tiếng người y cảm giác từng bước chân tiến lại gần phía mình tim jizo như muốn nhảy ra ngoài mây quay lại thông báo tình hình là méo có ai có thể do cô nghe nhầm vừa mới nói dứt câu bên trong lại truyền ra tiếng động Sioji chạy vội akaji trách móc jizo đê tiện khi nhìn thấy cậu cứ soi hộp sữa của mình lúc thì bắt ép người ta xem lúc thì không cho người ta nhìn đúng là đàn bà akaji nói ghét jizo ông làm như vậy khiến tôi không chịu nổi nữa rồi sau mọi chuyện jizo cảm ơn akaji vì đã kêu người đến khiêng cậu về khỏi cần cảm ơn cũng như xin lỗi biết bản thân mình yếu thì đừng ra gió nhân tiện lúc vẫn còn là vợ chồng akaji muốn hai người có thể hiểu nhau hơn nghe thấy câu vẫn còn là vợ chồng jizo cảm thấy bận lòng đến kỳ lạ trải qua ngày đầu tiên tại chỗ làm thêm sioji đã mất ngủ cả một đêm bởi vì sao ư tối qua cô nàng nhìn thấy jizo đi từ bãi biển trở về trùng hợp thay lúc đó akaji trở lại phòng cô ấy cũng nói mình vừa ra bãi biển sáng hôm nay vẫn như bao buổi sáng bình thường khác Jizo chuẩn bị đi đánh răng. Cứ ngỡ là vậy nhưng không phải, hôm nay đặc biệt hơn, bởi có Sioji. Jizo tới nhà vệ sinh dành cho nhân viên, đập thẳng vào mắt cậu là Akaji. Mới sáng ngày ra, mà cô nàng đã ép hai cái bánh bao vào người Jizo rồi. Cậu lập tức rửa mặt, đang chào cờ mà còn gặp cảnh này, chịu thế éo nào được. Phía trong nghe nói, tối nay có vụ thử thách lòng can đảm, Sioji rất sợ. Vô dĩ cô nàng đã là một người nhất gan rồi, đã thế tối qua còn gặp ma. Sioji kể lại chuyện tiếng động lạ, tại cửa hàng ngoài bãi biển cho Jizo nghe. Thấy Jizo quan tâm mình, cô nàng bất giác nói, rất yêu điểm dịu dàng của cậu. Sioji lúc này rất ngại, cô nàng liền lấy lý do đổ rác để rời đi. Kamo hóng cái nhẹ, dám ở đây phát cầu lương à. Kamo tới từ lúc, hai người bàn vụ thử thách. Nếu đã muốn rủ con người ta đi chơi, vậy có cần thêm sức mạnh không chú em? Thử thách lòng can đảm chia cặp, dựa vào bốc thăm còn Kamo là em chủ quán. Điều này có nghĩa là gì? Chắc Jizo hiểu rồi chứ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Hướng Dương là lá thăm của Cioji, do bản thân là một người nhát gan nên Cioji lo lắng sẽ làm gánh nặng, để giúp Cioji bớt căng thẳng, Mây bí mật đưa danh sách bốc thăm cho Kamo. Việc Kamo cần danh sách này bởi vì cậu muốn Cioji nghĩ mình bốc ngẫu nhiên. Kamo khen Mây rất giống mình, cả hai đều cùng suy nghĩ quan tâm cho bạn bè. Thực chất người Mây quan tâm duy nhất ở đây chỉ có mình Cioji mà thôi. Về phía Kamo, ban đầu cậu đồng ý giúp Gijo với 30 lần quay gacha, đáng lẽ không cần danh sách nhưng tại Jizo còn muốn ghép cặp giúp Akaji nữa. Trời về đêm, gió mát trăng thanh, anh em chúng ta cùng thử thách lòng can đảm thôi. Kamo do nhúng tay quá sâu và kết quả bốc thăm, nên cậu thuộc nhóm nhiều người nhất. Thấy Akaji ở riêng với Minami, trong lòng Jizo có hơi bồn chồn. Di chuyển một lúc tới chỗ tối, được Minami nắm tay Akaji hơi ngại. Đây chính là bàn tay của Minami, Akaji cảm thấy Jizo có chút hơn. Đang định lấy điện thoại ra xem, thì Akaji phát hiện nó rơi mất tiêu rồi. Bên phía Jizo, bởi vì Seoji sợ quá nên chẳng đi được đến đâu cả, kết quả là về sớm. Chưa thấy nhóm Akaji về, Sachi khuyên Tezafune đừng gọi điện làm phiền bọn họ. Jizo đứng một bên, cậu tự dưng cảm thấy trong lòng mình có hơi bực bội, trời đổ mưa, Minami gọi điện về nói mình đã để lạc mất Akaji. Anh chủ khuyên cả đám cứ về trọ nghỉ trước đi, nơi đây cũng không có nguy hiểm. Jizo gửi xin lỗi tới Seoji, cậu muốn đi tìm Akaji. Chuyển cảnh qua phía Akaji, cô nàng lúc này có hai con đường để lựa chọn. Akaji quyết định lựa chọn con đường thứ ba, đó là ngồi đợi người đến cứu. Nghe thấy tiếng động, cô nàng cứ tưởng Jizo tới, nào ngờ đó là Minami. Thật tốt khi Akaji không sao, Minami xin lỗi vì để lạc mất cô nàng. Cậu đưa Akaji tới một mái che gần đó, rồi gọi điện về báo bình an. Sau đó Minami xin lỗi một lần nữa, bởi vì cậu không phải là Jizo. Akaji thanh minh ngay lập tức, nhưng mà gương mặt đỏ này đã phản bội cô nàng. Biết được Akaji đã an toàn, Shioji lập tức tới báo cho Zero. Trong tiếng mưa rơi lách tách lách tách, Shioji khen Jiro thật tốt bụng. Cô nàng rất ghen tị với Akaji, người được sống chung với Jiro mỗi ngày. Shioji chưa bao giờ thấy cậu trong vai trò một người chồng, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Jiro nói cậu với Akaji đâu có thích nhau, nên chắc cũng là không có gì. Chuyển chủ đề, Jiro hỏi tình hình vợ chồng Shioji sau vụ hôn lần trước. Việc đó làm cô nàng ngại ngùng vì nhớ lại nụ hôn trong phòng y tế với Jiro. Lần đầu tiên của Shioji chính là với cậu đó, cô nàng thẹn thùng thừa nhận. Shioji định bỏ đi thì Jizo nắm tay kéo lại Cô nàng ôm chầm lấy Jizo và hỏi Akaji có phải người đặc biệt của cậu không Tại vì Shioji muốn yêu một Jizo, người mà Akaji không biết Chuyển cảnh qua phía Akaji, Minami chỉ coi cô nàng như em gái mưa Akaji hỏi lại một lần nữa nhưng cô chẳng biết bản thân đang cố gắng vì điều gì Minami xin lỗi Akaji, thật ra cậu có người mình thích từ lâu rồi Akaji đoán chắc cô gái đó là Shioji đúng không Minami đã cười phá lên khi nghe câu nói đó hiểu lầm này quá sâu rồi. Giờ mới biết gu của Minami nó lại mặn tới vậy, cậu thích gái có chồng. Nhưng cậu mèo nói ra đâu, thật may là khi nãy Akaji gọi tên Jiro. Mục tiêu theo đuổi đã mất, Akaji phải làm sao khi đối mặt với Jiro. Minami lại một lần nữa xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của cô nàng. Akaji không muốn nghe lời xin lỗi, thay vào đó cô phải cảm ơn Minami. Nói từ nãy giờ cũng mệt lắm rồi, Akaji phải chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Mặc dù đã biết mình là kẻ thứ ba, nhưng cô nàng vẫn quyết tâm theo đuổi Jiro. Để minh chứng cho điều đó, ngay sáng hôm sau, Akaji đã ra đỉnh cầu nguyện. Dù khả năng có thấp thế nào đi nữa, cô nàng mong mình sẽ cưa đổ Jiro. Còn độc thân là còn tán tỉnh được, Akaji cầu xin thần linh ban phước. Bên phía Shioji, hình ảnh đêm mưa ấy luôn xuất hiện trong đầu cô nàng. Việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Shioji, cô nàng rất khó để tập trung. Hiện tại kỳ nghỉ hè đã đến và đây chính là căn nhà nhỏ của Jiro. Không khác Shioji là mấy, chuyện đêm mưa gió ấy cậu không tài nào quên được nghĩ lại lúc hôn jizo không hẳn là không thích cậu đã nghĩ cơ hội đến rồi để giải tỏa căng thẳng cậu chọn cách chạy trốn thực tại đắm mình vào thế giới manga chạy đâu cho hết nắng thế méo nào jizo lại bắt gặp sioji ở đây cô nàng tới mua chuyện giúp thằng em tiện thể cho jizo biết nó rất ngưỡng mộ cậu được jizo nhường cho quyển chuyện cuối cùng sioji nợ cậu một ân tình lúc đi thì nắng lúc về thì mưa đây chính là cơ hội ông trời ban cho hai người sioji chủ động rủ jizo ghé qua phòng mình làm cốc nước cho ấm người chỉ có thằng thiểu năng trí tuệ mới từ chối jizo nhận lời ngay và luôn mở đầu sioji gửi tới Ziro một màn chào chồng yêu mừng anh trở về tiếp đó cả hai cùng nhau vào phòng nội thất ở đây rất giống với chỗ Ziro. chính vì lý do đó nên cậu cảm thấy bản thân không hề có một chút ngại ngùng nào mùi thơm quá jizo khen cà phê sioji cứ tưởng cậu ấy khen mình trong không gian thật yên ắng jizo cảm thấy phê tê mê người gì đâu mà tâm hồn lại đẹp tới vậy đã thế còn tỏa ra hương thơm dễ chịu tất nhiên là phải hoàn hảo rồi Seoji tốn mất nửa ngày để trang điểm nó cô nàng xin phép vào phòng một chút nhưng thật ra là sợ Jizo cảm thấy chán nhìn Seoji bỏ đi khiến Jizo nghĩ cô nàng ghét mình vụ nụ hôn lần trước chưa kịp nói thì Seoji gọi cậu ra xem cầu vồng nhân dịp hiếm khi có cảnh đẹp như vậy hai người liền chụp ngay một tấm kỷ niệm Jizo suy nghĩ một hồi lâu cậu lựa chọn đây chính là lúc nói về chuyện kia đang định nói thì Jizo được cho xem một tấm hình trong đó có Akaji. Cảm xúc lẫn lộn khó tả, Jizo quyết định éo nói nữa. Và thế là đôi bạn trẻ lại tiếp tục cùng nhau đứng ngắm ánh cầu vồng sau cơn mưa. Trở về nhà, Jizo lại tiếp tục suy nghĩ tại sao lúc đó mình dừng lại không nói. Cảm xúc chán đời bị ngắt quãng khi cậu được Akaji nhắn tin thả thính. Jizo nghĩ cô nàng đang trêu đùa mình, trêu cái cờ cờ, người ta rất thật lòng. Được Akaji rủ đi hẹn hò, Jizo hoang mang tột độ, éo hiểu kiểu gì. Tuy vậy cậu vẫn có 0,1% tin tưởng chuyện này là thật. Là một thằng đàn ông, Jizo phải tới sớm, đây là bộ đồ đẹp nhất cậu có. Định đi về bởi vì quá giờ hẹn, thì Akaji chạy tới và thở hồn hển. Jizo nghĩ cô nàng không tới cơ, thì ra là để quên điện thoại phải về lấy. Akaji đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, sao mà không đến được. Akaji kéo tay Jizo bắt đầu đi hẹn hò. Thôi quan tâm chuyện đó làm gì, Jizo lần đầu tận hưởng thức uống ngon tới vậy. Đúng là đồ nói xạo, Akaji uống thử một ngụm, mà nó đắng tới tận họng. Việc phải nhận hàng tấn thính từ cô nàng khiến Jizo run sợ đớp phải đồ giả. Tiếp tục buổi hẹn hò, cả hai tới tiệm cà phê mèo. Được ngắm nhìn một Akaji dễ thương như thế này, Jizo cảm thấy rất hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi đi, buổi hẹn hò diễn ra một cách rất suôn sẻ. Tới cuối buổi Jizo được Akaji cho xem một tấm ảnh hai người chụp chung. Cậu nói nó giống ảnh chụp gia đình, Akaji nghe xong, không hề phản ứng lại. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, Jizo tiễn Akaji tới chỗ soát vé tàu. Akaji cảm thấy thật lạ, mọi khi cả hai sẽ cùng nhau về chung một nhà. Bởi vì quên đến đền mua bùa may, nên cô nàng bỏ luôn chuyến tàu để quay lại. Thật trùng hợp cả hai bắt gặp Seoji trên đường, nên đứng lại chào cô luôn. Trùng hợp hơn nữa, khi Seoji nói mình cũng đang đi lên đền để viếng. Không hẹn mà gặp, hai cô nàng quyết định chạy đua xem ai đến ngôi đền trước. Jizo lúc này mặt ngơ ngác éo hiểu vì sao bọn họ lại hơn thua nhau tới vậy. Từ khung cảnh này, có thể thấy ai là người đang dẫn trước trong lòng Jizo nhưng điều đó éo chứng minh được gì bởi đây mới là đoạn đầu của cuộc hành trình rốt cuộc thì ai mới là người xứng đáng bế trên tay đứa con của Jiro sau kỳ nghỉ Jiro đã thoát khỏi danh tinh anh một cậu an tâm trở lại trường học món trứng này Akaji tự tay làm để tiếp đãi Jiro hết phim Jiro cùng Akaji thành công leo lên hạng 4 bảng xếp hạng tổng cảm ơn các bạn đã theo dõi video hãy đăng ký cho kênh để ủng hộ kênh nhé